Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành với chương trình đến với một ngôi trường cấp 3, đó chính là trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân. Hôm nay chúng ta cũng sẽ quay lại với chương trình Về Trường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một ngôi trường rất là quen thuộc. Đó là ngôi trường gì ạ? Hôm nay chúng ta sẽ đến với một ngôi trường có mang tên là trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân. Ta nghe loáng thoáng bên tai, ngày hôm nay ai cướp vai đội trưởng? Ai? Tại sao? Ngày hôm nay là khách mời thôi mà. Trước hết là chị làm nhiệm vụ này, các nhà trả chỗ giùm cái đi. Trời ơi, kỳ quá, ngại quá. Ủa sao vậy? Chị bất đoàn kết với bên kia thì được, nhưng mà bên mình vẫn đoàn kết với nhau. Không, cái điều quan trọng là tại vì tụi em chơi chiến thuật im lặng. Đúng rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã có đủ đội hình đúng không nào? Hai đội trưởng quen thuộc, Minh Sù và Mai Phương. Bây giờ chúng ta thi đấu đi. Bắt đầu vòng đầu tiên. Đúng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng 1 được mang tên Ai Thông Minh Hơn. Một luật chơi của chúng ta như sau: sẽ có 10 câu hỏi, mỗi đội sẽ chọn một học sinh bất kỳ để trả lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng thì sẽ được cộng 10 điểm và trả lời sai sẽ bị trừ 10 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi 1. Năm 1938, ai đã lãnh đạo nhân dân ta đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng? A. Dương Đình Nghệ, B. Lý Thường Kiệt, C. Ngô Quyền và D. Trần Khánh Dư. Ba. Vậy là đội đỏ và đội tím của chúng ta có cùng đáp án là C. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Chúc mừng cả hai đội đã được cộng 10 điểm. Đàn tranh có mấy giây? A. 8 giây, B. 16 giây và C. 26 giây, D. 36 giây. Ba. Chậm rồi. Bởi vì đàn tranh còn được gọi là đàn thập lục em ạ. Mà thập lục tức là có 16 giây em ạ. Trời ơi. Có lẽ chị Mai Phương am hiểu về nhạc cụ dân tộc quá nhỉ. Đáp án chính xác ở câu này là đáp án B, 16. Làng nghề Sa Nha ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nổi tiếng với nghề truyền thống gì? A. Làm nón, B. Đúc đồng, C. chạm khắc gỗ và D là miếng. Các đội cùng chuẩn bị nào. Một, hai, hai, từ từ hai. Tôi nói là C. Mời các đội đưa ra đáp án của mình. Lại một lần nữa, khác nhau nó mới đã, hiểu không? Câu hỏi, đội đỏ đã kiếm về cho mình 60 điểm và đội tím đã kiếm về cho mình 80 điểm. Chào mừng các bạn đã đến với 5 câu hỏi cuối cùng. 5 câu hỏi cuối cùng của chúng ta sẽ thay đổi luật chơi như sau. Sẽ có 5 câu hỏi và 4 đáp án A, B, C, D. Sau khi em đọc câu hỏi và câu trả lời, các anh chị sẽ thật nhanh chân chạy lên đáp án. Đội nào chạy vào đạp đáp án đầu tiên là đội đó sẽ được giành quyền ưu tiên. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta như sau. Sông Mekong không chảy qua quốc gia nào sau đây? A. Campuchia, B. Lào,
C Philippines, D Thái Lan. 1, 2, 3. Đi đâu vậy cô? Phạm Phương rồi. Khoan, dừng lại. Đứng nguyên đó. Em ơi, với năm câu hỏi này thì đội trưởng với lại khách mời chạy lên thôi nha. Rồi, một tràng pháo tay, cảm ơn bạn nè. Rồi, chạy dưới đi em. Đáp án của câu trả lời này là C. Tác giả của tiểu thuyết Vạn Xuân là người nước nào? A. Pháp, B. Anh, C. Thụy Sĩ, D. Mỹ. 1, 2, 3. Sự quan sát của em, chị Mai Phương là người chạm chân đầu tiên. Xin mời chị Minh Minh về chỗ. Chúng ta cùng đến với đáp án. Đáp án của chúng ta là A. Pháp. Xin chúc mừng đội tím đã giành điểm 10 điểm về cho đội của mình. Con người chinh phục được đỉnh Everest lần đầu tiên vào năm nào? A. Năm 1950, B. Năm 1951, C. Năm 1952 và D. Năm 1953. Chúng ta cùng đến với đáp án nha. O C. Đáp án của chúng ta là năm 1953. Hay quá ơi. Đội đỏ, đội đỏ. Hay quá, sai bé rồi em. Mất 10 điểm. Điệu nhảy tango có nguồn gốc từ Argentina và quốc gia nào? A. Uruguay, B. Brazil, C. Mexico và D là Chile. Cả đội sẵn sàng chưa? Xin chúc mừng đội đỏ là đội giành quyền ưu tiên. Yo, go. Đáp án chính xác của chúng ta là Uruguay. Đáp án là trên chia buồn cùng anh Minh Sù, đội anh lại bị trừ 10 điểm nữa rồi. Câu lạc bộ bóng đá nào được FIFA trao nhận danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ 20? A. Juventus, B. AC Milan, C. Real Madrid, D. Liverpool. Xin chúc mừng đội tím. Đội tím là đội chọn đáp án nhanh nhất. Tại sao anh lại chọn đáp án C? Thì nói chung là cái đội tím của mình á, có tinh thần rất là tốt. Mỗi lần mà có câu hỏi là có đáp án liền. Nên bên đó là đáp án là C. Nên chúng chọn ta C. Cùng xem thử đồng đội của anh có giúp anh không nha. Câu C. Đây là câu C. Xin chúc mừng đội tím đã dành cho mình 10 điểm. Kết thúc vòng 1. Ai thông minh hơn? Đội đỏ đã dành về cho mình 50 điểm và đội tím đã giành được cho mình 100 điểm. Yeah. Và bây giờ chúng ta đến với vòng 2 mang tên Đi tìm học sinh tài năng. Mừng tất cả các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình về trường ngày hôm nay, đó chính là đi tìm sinh tài năng. Với cái vòng này thì chị thấy không, đội em rất là đầu tư cho một đôi giày bẹp để có thể chạy cho nó lẹ. Đầu tư quá à. Đầu tư dễ sợ luôn mà vẫn thua kỳ lắm ha. Nói chung là chúng ta phải luôn luôn có một cái sự cố gắng và tinh thần quyết đấu, quyết chiến. Rồi, rồi, nói chung là bây giờ thì mình vô vòng luôn đi em. Vô vòng luôn. Đó, có cái banh màu tím của chị em. Ai mà lấy của chị đâu mà. Sợ em lấy lộn. Mỗi thành viên trong đội phải dùng hơi thổi được một trái bóng lăn vào hai vòng tròn ban tổ chức đã vẽ sẵn. Hoàn thành xong, đội bạn sẽ nhận được nhiệm vụ 2. Lưu ý, trái bóng phải đứng yên trong vòng 5 giây. Đội tím và đội đỏ đã chọn ra người chơi đầu tiên. Bắt đầu. Ở vị trí đầu tiên, đội đỏ đã hoàn thành. Minh Sù đang chuyển sang vị trí thứ hai. Ráng lên, trời ơi, cố lên, cố lên. Xíu thôi.
đội trưởng đội đỏ chỉ cách chiến thắng vài cm, liệu anh ấy còn đủ hơi để giữ cho trái bóng nằm trong vòng tròn? Nữa, đừng có hạ nữa, đáng lên, mày đáng giữ nó. Cố lên, cố lên. Đừng có quá gần, mày thở nhẹ. Từ từ, từ từ, đừng đụng, tay kìa. Nhẹ thôi. Ok. Cố lên nào, nhẹ thôi. Đội đỏ lại sắp hoàn thành vị trí đầu, trong khi Thúy Hiền vẫn hoàn toàn bất lực với trái banh. Không thể hoàn thành, Thúy Hiền phải dùng đến sự trợ giúp của nước năng lực sông đỏ. Khỏi cái đáy chứ đừng khỏi cái đầu. Trong khi đó, để khỏi mất thời gian, Mai Phương đã vào cuộc. Đội bạn phải đi tìm một bạn học sinh và dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả cho bạn ấy đoán đúng một ngành nghề. Sau đó bạn nhờ bạn ấy tiếp tục đi diễn tả cho một bạn tiếp theo cũng đoán đúng một ngành nghề. Hoàn thành xong bạn sẽ nhận được thông tin về học sinh tài năng. Mỗi học sinh chỉ được trả lời một lần. Đội tím sẽ phải nhảy cấp qua 2 tầng lầu mới được vượt qua nhiệm vụ 1. Trong khi đó, đội đỏ đã bước qua nhiệm vụ 2. Anh Minh Sù không được nói, chỉ là chỉ được chụp hình thể thôi, cho nên nhìn kỹ những cái gì Minh Sù làm nha. Bây giờ đội đỏ sẽ đưa em học sinh vừa đoán đúng đến gặp một em học sinh khác, và em sẽ chọn một ngành nghề còn lại để diễn tả cho bạn mình đoán. Xin chào các bạn. Bây giờ Châu nhìn thật kỹ cái hành động của bạn Trâm nhé. Đây là công việc tiếp theo các bạn. Yeah! Không nói gì hết không vậy? Bạn học sinh tài năng nhìn cho đọc bạn. Không tin được rồi. Không tìm cái bạn này nè. Trong trường mình có một bạn học sinh tài năng nào mà liên quan tới một... Không đúng không? Ở đâu? Cho mình hỏi anh Huy là ai hả? Bạn tên Huy. Chào bạn thứ hai hả? Đúng rồi. Huy là hả? Em có phải là học sinh tài năng không? Yeah! Em có thể giới thiệu cho anh biết em là học sinh tài năng và cái điều tài năng của em là gì? Cho chị vừa một bạn học sinh được không? Một bạn giỏi đoán. Cảm ơn em. Bạn nào cũng được. Bạn nào cũng được. Đúng rồi. Giúp đỡ hỗ trợ đi em, Bạn Vĩ đi, bạn Vĩ đâu ạ? Đoán đi đâu kia đoán. Cái đội bạn đi vô đây mà không biết bạn làm sinh tài năng luôn, trời tôi vui quá trời vui luôn vậy đó. Em đoán xem cái nghề của bạn ấy đang làm là cái gì. Rồi bây giờ bạn giới thiệu cho các bạn biết tài năng của mình là gì. Tài năng của em là Wing Muay Thái. Wow. Môn võ của Thái Lan. Trời ơi, sao em hay vậy? Vậy thì em có đi thi đấu và đạt được giải thưởng của cái bộ môn này chưa? Năm 2013 em đấu giải cấp thành phố và được huy chương vàng đối kháng. Em trường mình có một bạn nào nổi bật. Bây giờ chúng ta có chuẩn bị đồ để có thể biểu diễn một vài động tác được không ạ? Bạn Huy lớp 12 C1. Thưa em tìm ra rồi, đang chuẩn bị để có gì dành quà cho bạn Mai Phương và bạn Phú Hiển. Và bây giờ sẽ là học sinh tài năng chính thức của chương trình ngày hôm nay, đó chính là bạn Thái Ơi. Rồi
bây giờ hai bạn sẽ biểu diễn đúng không? Diễn chung với nhau đúng không? Dạ. Ờ, đúng rồi. Ôi trời ơi. Ôi. Nãy nó mới này. Nãy nó. Ai này? Vậy là đội đỏ đã tìm được bạn học sinh tài năng, đó chính là bạn Huy. Chúc mừng cho đội đỏ đã ghi về cho mình được 75 điểm. Yeah. Vâng ạ, và biết rằng là mình là người thua và chịu rất là nhiều hình phạt cực khổ, cho nên là đội tím chấp nhận với số điểm là 50 điểm dành cho phần này. Yeah, xin được chúc mừng đội tím. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng cuối cùng của chương trình được mang tên Những Điều Muốn Nói. Chúng ta đang đến với vòng 3, những điều muốn nói, nơi mà những chia sẻ thầm kín của các bạn học sinh được bộc lộ. Tớ muốn cầu chuyện tớ, sau này tớ sẽ sửa đổi những tính tính của tớ. Em rất hiểu là ứng, cho nên có thể bỏ qua một thứ là nơi mà những rung động đầu đời được thổ lộ. Thích bạn từ lúc mới vô rồi. Và có thể bất ngờ được nhận lại. Em thấy là đèn giữ như bình thường tốt hơn. Nơi mà những nghẹn ngào khó nói. Con thương cha mẹ rất nhiều ạ. Bây giờ không muốn nói lời xin lỗi với cha mẹ. Đến với vòng 3 để lắng nghe những cảm xúc chân thành nhất, sâu lắng nhất. Mà em mong qua chương trình này đứa nó tình bạn bạn bè vẫn tiếp tục với nhau. Rồi, lỗi cho mình. Dạ, bạn hay nóng nhưng mà em thích bạn. Thật ra là các bạn nữ trong lớp cũng chỉ là hiểu lầm nhau thôi. Thì bây giờ cũng đã hòa với nhau rồi chứ không có gì hết. Mình học với bạn được 1 năm. Những lúc đi học thêm hoặc là học trong lớp. Thật ra thì mình rất quý bạn trong những thời gian đầu. Nên đây là những lời thật lòng là mình có chút tình cảm với bạn. Từ đầu năm tới giờ, tôi rất cảm ơn bạn vì những lúc tôi không có xe đi học, bạn chở tôi dùng tôi đi. Tôi rất cảm ơn vì bạn đã có tình cảm với tôi. Nhưng... tôi đối với bạn chỉ là tình bạn, tôi mong tình bạn của chúng ta là mãi mãi, không có vượt quá giới hạn. Em làm quen được lũ bạn của em, các bạn rất dễ thương. Và sau năm học, tuần học cuối cùng này thì em sẽ không được học chung với các bạn nữa. Điều này làm cho em rất buồn. Bởi vì sao ạ? Lý do là sau tuần học này thì em sắp phải đi nước ngoài. Đi du học? Dạ. Vậy thì bây giờ em có muốn nói điều gì với các bạn trước khi chúng ta chia tay nhau? Dạ, trước khi chia tay thì em muốn nói với các bạn là em rất mong các bạn sẽ luôn nhớ tới em. Sẽ luôn mến em. Khi mà em trở về thì mong là các bạn sẽ có mặt để đón em. Bây giờ sẽ làm món quà dành cho em đây. Em mong là bạn Trâm đi sau đi Mỹ rồi thì luôn nhớ tới tụi em và luôn liên lạc thường xuyên với tụi em. Là cái điều gì mà bạn đặc biệt yêu quý ở bạn Trâm? Dạ, đó là tính hòa đồng và luôn giỡn với nhau rồi còn vui vẻ. Mong Trâm bớt tính bướng với nóng lại. Chỉ mong là bạn Trâm sau này bao bển thì sẽ có những người bạn tốt giống như tụi em. Xin chào. Rồi, rất là dễ thương và hy vọng rằng là các bạn sẽ có được thật nhiều niềm vui nè, học tập thật là tốt trong tương lai. Còn ngay bây giờ anh chị phải xuống với sân trường để chúng ta có thể đến với một lời chia sẻ nữa của chính tất cả các bạn. Các em thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng những điều muốn nói. Và chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều những bí mật được bật mí tại đây. Và trước tiên thì chị sẽ dành cái phần bật mí này cho đội đỏ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một bạn học sinh đến từ đội đỏ nha. Và lá thư này thì do một bạn học sinh, họ tên được mang tên Mai Xuân Thành, lớp 10C1. Yeah. Mai Xuân Thành đâu ạ? Thành ơi!
Xin được mời cô lên đây đó, đứng kế bạn Thành cho bạn Thành đỡ rung ạ. Dạ cô, là trong một năm học qua thì em đã nhận được sự giúp đỡ của cô rất là nhiều. Nếu như mà không có cô thì em đã chuyển trường từ rất lâu rồi, kể từ hồi học kỳ 1. Từ khi ngày đầu vào trường trung học phổ thông, em đã nhận được sự quan tâm của cô. Là một đứa con trai nhưng em lại rụt rè, nhút nhát khi giao tiếp với người khác. Vì vậy, từ đầu học kỳ 1 đến đầu học kỳ 2, em có cảm giác rằng mình bị các bạn cô lập, không muốn chơi với em. Tuy nhiên, thì trong lớp 10C1 này thì vẫn còn có một người luôn quan tâm tới em mà em không sớm nhận ra rằng đó chính là cô. Nhiều lúc em đã làm cô buồn nhưng cô không nói. Nhiều khi em không làm bài tập, không học bài nên bị cô phạt. Nói thật, lúc đó em rất giận cô. Chắc có lẽ cái tôi trong em thì cao quá nên không nhận ra là mình sai, luôn cho mình là đúng. Nhưng rồi em đã suy nghĩ lại, em biết rằng cô phạt em là một cô muốn tốt cho em. Những lúc đó em rất giận lòng mình vì đã làm cô buồn. Nếu có thể thì mong năm sau cô hãy trở thành cô giáo viên chủ nhiệm của em nhé. Em yêu cô. Đây là một học trò rất là ngoan hiền. Mới đầu là thời gian đầu các bạn không có chấp nhận bạn này, nhưng mà bạn này rất là tốt và rất thích giúp đỡ bạn bè. Thì đây là một người con người nếu mà được hướng dẫn tốt, được dìu dắt tốt và hỗ trợ tốt thì sẽ trở thành một thanh niên rất là tốt. Vâng ạ, và bây giờ thì chắc là chúng ta nên nhường lại cho đội tím được mà anh ha. Xin mời đội tím quay trở lại ạ. Ở trên tay của chị Phương không phải là một lá thư mà là một chồng thư. Và một cái chồng thư này nói về một nhân vật, nói rất là nhiều, nói kể cả khuyết điểm, ưu điểm. Chị Phương sẽ mời bạn Thọ. Thọ ơi, chị hỏi thật em nha, trong lớp em có gây hiểu lầm hay xích mích gì với ai không? Dạ, như không chị. Chắc không? Một chồng thư đang nói về kia kìa. Chắc không? À, chắc có chị. Ủa là sao? Coi như là bị sợ không? Thiệt đi, em đã từng làm một điều gì không tốt đối với bạn bè trong lớp? Chắc hay đánh bạn gái. Rồi, em có nhớ là em quấn ai trong lớp không? Hình như là có một số bạn viết thư lên đây nói xấu em đây nè. Em chắc em nghĩ là bạn Tường Vi. Tường Vi. Còn bạn nào nữa không? Tự khai đi, không thôi là tôi qua tôi tìm à. Bảo Anh nè. Bảo Anh. Bảo Anh kìa. Bé bự đâu? Bảo Anh, đứng lên. Bảo Anh, hai. Hết rồi. Ai nữa? Hay rồi. Được rồi. Không thể nào với một cái chồng thư vậy mà nó là hết rồi. Chị sẽ kể ra những khuyết điểm của bạn Thọ. Thứ nhất là mặt mụn. Cái này em binh nè. Mụn không phải là cái tội. Ai mà không có mụn bao giờ đâu. Mà dùng từ chính xác là mặt bún ra mụn. Thứ ba là một dòng nũ quẩn nơm. Mà nãy giờ chị chưa nghe được cái giọng đó. Thôi giờ em thử nói chuyện em thôi. Nói thử em nói một cái câu dài thiệt dài coi. Em là Hoàng Đình Thọ, học sinh lớp 12, quê ở Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ. Lây này sống được 3 năm chắc em quen tiếng Quảng Nam rồi. Và một cái khuyết điểm cuối cùng đó là không giả tạo. Ở dơ mà vẫn nhận mình là ở dơ, một tuần không giặt đồ. Yeah. Em nói thiệt với chị, cái áo này mấy ngày rồi em chưa giặt? Mỗi ngày trường giặt lần. Mỗi ngày trường giặt một lần phải không? Sau khi kể những khuyết điểm đó ra thì bây giờ chị sẽ đọc một cái đề nghị đầu tiên của các bạn. Đó là một bạn gái đã có một cái đề nghị như thế này với Thọ. Và Thọ hãy trả lời nha. Will you marry me? Bạn sẽ cưới tôi chứ? Mà không biết người nào hết mà. Không biết người nào hết đúng không? Chị sẽ đọc tên từng bạn nha. Bạn Tường Vi. Đó. Rồi Quỳnh Trang.
Minh Châu, Thùy Linh, Hoàng Anh. Còn một bạn nữa mà bạn này dễ thương ở mức độ mà chia sẻ những cảm xúc với bạn Thọ như thế này. Từ đầu năm là đã mến bạn Thọ rồi. Và em thấy Thọ đang nặng mụn, em xuống bắt chuyện và nặng mụn cho Thọ. Trời ơi! Không chị ơi, em nghĩ rằng như vậy nè. Tại vì là mỗi người có một cái cách làm quen khác nhau à. Xin mời bạn Bảo Anh. Bảo Anh, trốn ở đâu vậy em? Kìa, đi lên chỉnh luôn. Đây, đây, đây. Sáu bạn nữ này là sáu bạn nữ gửi lời tỏ tình cho bạn Thọ. Trời ơi! Trời ơi! Bây giờ chị sẽ đọc chính xác thư của một người bạn. Mỗi lần mà Thọ mở miệng lên, không cần biết là sẽ nói ra câu gì, nhưng điều đầu tiên là mình phải cười ha ha ha, vì cái giọng nữ Quảng Nam của Thọ Messi. Và thư này là của bạn Phạm Nguyễn Hoàng Anh. Em có chấp nhận bạn ấy không? Có trả lời quá chị ơi. Thôi bây giờ nếu mà Thọ khó chọn quá thì bây giờ Thọ có thể đi một vòng. Thọ nắm tay cái người đó, Thọ dắt lên đây. À. Thọ cố lên em. Đó. Cái tướng đi kìa đó. Mà hay lắm nha. Đây là bạn nữ duy nhất viết thẳng vô câu là Will you marry me? Oh, say yes hay là say no em? Em bây giờ em nói cái câu Will you marry me được không? Thọ. Will you marry me? Không được chị ơi. Sao bây giờ em lên trên núi rồi em? Bây giờ bắt tay cái đi, mức độ nhẹ nhất. 2, 3. Có lẽ là những giờ phút vừa rồi thì chị Vân nghĩ rằng là những giờ phút rất là đặc biệt, đặc trưng của tuổi học trò. Chắc chắn là không thể nào mà bây giờ Phương hay Minh Sù có được những giờ phút như các bạn ở đây đâu. Và sau khi mà chương trình phát sóng thì các bạn nhớ là một cái công việc rất là quan trọng, và công việc này chắc để Minh Sù chia sẻ đi đúng không? À chính xác, bởi vì là chương trình của chúng ta có rất là nhiều niềm vui ạ. Trên fanpage của chương trình đó chính là I Love Về Trường thì cũng có tạo ra những cái trò chơi, những cái câu hỏi nhỏ nhỏ và rất là thú vị để cho tất cả các bạn có thể truy cập vào fanpage này, trả lời câu hỏi xong. Nếu như chính xác thì các bạn sẽ nhận được những phần quà rất là dễ thương từ chương trình Về Trường. Rồi, còn bây giờ thì sẽ mời các bạn sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất. Phần này là gay go nhất đây, đó là phần công bố số điểm. Qua hai vòng thi được tính điểm thì đội đỏ của tụi em đã ghi về cho mình được số điểm là 125 điểm. Rồi. Tức là đội tím được 150 điểm. Rồi, chúng tôi chúc mừng đội tím. Và ngay bây giờ chúng ta xin được mời thầy Huỳnh Kim Tuấn là hiệu trưởng của trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân lên đây để thầy trao quà cho đội tím. Xin mời thầy. Trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân đã dành cho chương trình Về Trường ngày hôm nay thì đội tím cũng xin phép là dành cái phần thưởng chiến thắng của mình, đó là 3 triệu đồng để mà gửi lại cho trường vào quỹ khuyến học của trường ạ. Xin phép thầy nhận món quà nho nhỏ này. Và một lần nữa các bạn thân mến, xin được thay mặt cho chương trình Về Trường cảm ơn thầy cũng như là tất cả các bạn học sinh vô cùng đáng yêu của trường phổ thông Trung học Trần Cao Vân đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Và các bạn cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình nhé, 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Mai Phương, Minh Tù, Minh Minh, Hiếu Hiển và tập thể của trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân xin chào tạm biệt và